giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Bạn gái Kadit bất ngờ để lộ nhan sắc thật qua sóng livestream khiến ai cũng choáng váng. Ngay sau khi công khai chuyện tình cảm với nam ca sĩ Kadit, mọi thông tin về đời tư của hot girl Bella cũng trở thành điểm nóng trên mạng xã hội. Nhất cử nhất động của bạn gái huấn luyện viên Giáp Việt đều được dân tình để ý rất kỹ. Đặc biệt là nhan sắc còn đang gây tranh cãi của cô nàng. Mới đây Bella tiếp tục khiến dân tình bất ngờ với diện mạo khác lạ trên sóng livestream. Vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, Bella đã thực hiện một đoạn livestream trên trang cá nhân nhằm tạo điều kiện cho fan tương tác với mình nhiều hơn. Tuy nhiên, thay vì đặt ra những câu hỏi liên quan đến chuyện tình yêu hay công việc của cô nàng, cư dân mạng lại dồn sự chú ý vào nhan sắc thật của Bella. Theo đó, gương mặt của cô trông khác xa với hình ảnh mà người hâm mộ thường thấy trên trang cá nhân. Nhiều người còn so sánh khoảnh khắc của livestream và ảnh trên mạng để thấy rõ điểm khác biệt. Đoạn livestream của Bella cùng những tấm hình so sánh được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây chú ý đặc biệt với hàng ngàn ý kiến bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên. Nhan sắc của bạn gái Kadit lại một lần nữa gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng gương mặt cô nàng đã can thiệp thẩm mỹ nên có phần hơi đờ cứng chứ không được tự nhiên. Nhan sắc thật trông già hơn phải không? Cát quá không nhận ra. Thì ảnh trên mạng là ảnh chỉnh sửa rồi, con gái ai chẳng vậy. Hiện tại, nhan sắc thực và ảnh trên mạng của bạn gái Kadit vẫn đang là chủ đề bàn luận trên khắp các diễn đàn. Còn theo quan điểm cá nhân của bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Nam ca sĩ Kadit và bạn gái vừa được công khai chuyện tình cảm, đã nhận về vô vàn lời chúc phúc. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người thay vì tìm hiểu, chuyện hẹn hò đã soi ngay nhan sắc. Được biết đến với dung mạo xinh đẹp từ búp bê sống, Bella đã nhận về nhiều ý kiến nghi vấn cô nàng đã can thiệp thẩm mỹ. Cô cũng thừa nhận mình đã nhờ sự can thiệp của dao kéo ở phần mũi để thanh thoát hơn. Còn với những bình luận kém duyên, Bella sẵn sàng đáp trả một cách bài bản, khiến nhiều anti-fan phải cứng họng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.